Trên sân khấu cùng các cô, các chị đạo tổ đồng nghiệp của ba từ xưa đến nay, con thấy rất là vui và hạnh phúc, mà trong đó là cũng sự hồi hộp. Đạo học đại rung con ơi, vỗ tay đi bà con ơi, cho mạnh mạnh lên. Chú anh chị góp ý giùm con, cảm ơn ạ. Dạ, bài thứ hai tôi xin gửi tặng đến cô chú ông bà, hai là bài mùa năm tình đẹp mùa chân chân.
không? Dạ. Yeah. Đi ra đi! Đi ra đi! Dạ, bà cha và con gái cùng với chủ đề hôm nay là nhớ nghĩ về cha. Mời cô bà cô chú cùng với con. Oh,
siêu tú Vũ Linh được hát bài này cảm xúc nhất luôn trong chương trình ngày hôm nay rồi. Dạ, có hoa quà rất là nhiều những tình cảm yêu thương của khán giả dành tặng cho Hồng Loan. Và ngày hôm nay cũng có một người chú bác của Hồng Loan là một trong những người anh em thân thương nhất của cố nghệ sĩ Tú Vũ Linh, đó chính là ngôi sao sân khấu nghệ sĩ Linh Tâm cũng đến đây để cổ vũ cho Hồng Loan và Linh Tí. Dạ, một tràng pháo tay để chúc sức khỏe và để dành tặng cho nghệ sĩ Kế Linh Tâm anh cũng đến để ủng hộ tinh thần cho Hồng Loan và Linh Tí để biểu diễn thật tốt trong chương trình ngày hôm nay. Dạ, con cảm ơn cô Mạc rất nhiều. Dễ thương quá, một tràng pháo tay nữa cho bé bốn Hồng Loan. Cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn quý vị khán giả. Chúng ta vẫn còn một tiết mục rất đặc biệt nữa quý vị nha. Một quý vị cùng hướng mắt về sân khấu và cùng chào đón ngôi sao sân khấu, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Lời đầu tiên cho Vũ Linh cảm ơn trước tiên là ban tổ chức đã tạo điều kiện.